Hai Như Ý xin mến chào người anh em nhé. Hôm nay mình giới thiệu với người anh em một cái bộ phối ghép giữa con Mixer bàn Mackie 1202 VLZ Pro ghép với một con FXR B-Way Delta Pack. Hai con này đều là sản xuất tại Mỹ ha. Mixer là chạy điện áp 120 và con Delta Pack này là chạy adapter rời ngồi nguồn 16V xoay chiều anh em ha. Con này thì adapter riêng của nó là 120, nhưng mà anh em không thích thì mình sẽ đổi cho cục adapter 220 tùy ha. Anh em muốn chọn cục nào cũng được, 120 cũng được và 220 cũng được, giá như nhau. Đầu tiên mình sẽ gửi hai tín hiệu ốc sen này vào con FX. Rồi out, hai con output của cái con FX này đường hai dây mình cắm về đường Lite 90 ha anh em ha. Lite 90 đây. Mình cắm kiểu này để cho anh em dễ vận hành và chỉnh được cái EQ bass trùng tép của cái tiếng FX nữa, thêm một lần nữa cho nó hay ha. Bây giờ mình sẽ test nhạc không? Nhạc. Thì phải nói là siêu hay và siêu lực. Đặc điểm của Mackie là cái nền nhạc rất là hay và cái tiếng mic mọc rất rõ lời. Nhạc nó không chơi ở đâu được. Bây giờ mình sẽ test cái tiếng micro mọc cho anh em nghe ha. Micro mọc thì mình đang cắm vô line số 1 mic có dây ha. Đầu tiên mình ốp option đi để mình test cái tiếng mic mọc cho anh em nghe ha. Alo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Đó anh em nghe vô cái tiếng mic mọc nó rất là lực mà nó rõ lắm, rõ tiếng. Rồi bây giờ mình sẽ gửi ốc sen ha. Mình gửi ốc sen để khi mình gửi tới ốc sen là tín hiệu thì nó sẽ có. Bởi vì sao? Bởi vì mình muốn kiểm tra cái mức tín hiệu đã vô tới con FX chưa. Chứ nhiều khi anh em cấm lộn như nào không biết nó làm nhầm lẫn chỗ nào, cho nên là cứ nói là FX nó không có văn nhại ha. Cho nên là mình phải kiểm tra tín hiệu trước, mình làm kỹ chỗ nào tốt chỗ nấy. Đèn kiểm tra này. Alo 1 2. Ở đây thấy chưa, đèn clip chớp lên là tín hiệu nó đã vô tới đây rồi này. Lên đó, mới có một cái ốc nha anh em. Bây giờ mình ốp ốc một lại, mình tiếp lên ốc hai nữa. Đó, để mình kiểm tra mức tín hiệu có chưa ha. Lên đó anh em thấy chưa? Khi tín hiệu đầy đủ rồi ha, bắt đầu tiến hành để trộn. Thì mình mở hai gain 50-50 ha. Bắt đầu live effect về đây là anh em chú ý ha. Chỉ có duy nhất cái đường mic là mở ốc sen lên, còn nhiều ốp hết này anh em thấy không? Đầu làm cú làm ốp hết. Đó. Cái nút effect này tổng mình mở ra ha. Bây giờ mình sẽ mở cái gain này thử có văn nhạc chưa ha. Hello. Bây giờ chưa có văn nhại không? Bây giờ mình sẽ tiến hành mình chỉnh con này. Thì con này là mình đang đỡ mặc định nó là kênh số 8. Số 8 là kênh delay cộng vật. Delay cộng vật. Thì tương ứng với hai cái biến parameter 1, parameter 2 này là hai cái biến để chỉnh hai cái bộ máy effect đó. Ví dụ bộ máy số 1 là bộ máy delay này nè, mở delay này. Lên 1 2 3 4 5 6 7. Đó anh em thấy delay chưa? Lên. Mình ốp delay đi ha. Mình mở cái parameter 2 để cho anh em thấy được cái hiệu ứng reverb ha. Lên 2 6 7 10 hết. Đó, effect của Mỹ ra làm ra đâu có đơn giản ha, tiếng rất là hay, mềm mà giá thì quá rẻ nữa. Rồi bây giờ ví dụ như mình không thích cái kênh quên, bây giờ mình test ha ở cho cộng reverb vặn hai kênh cùng lên này. Lên 2 6 7 8 9 10. Hai tiếng phơi chưa? 1 2 3 4. Kính thưa bà con cô bác, thưa quan viên hay họ, tiếng rõ lắm. Tiếng phơi lắm. Và một điều anh em hết sức lưu ý cái dòng B-Way Delta Pack này nữa mà nãy giờ mình chưa có nói, thì đây là cái gain input đầu vào. Mình mở lớn hơn 12 giờ xíu, tầm cỡ 1 giờ ha. Cái mic mọc và mic có effect thì mình đỡ 50-50. Và cái output này là mình mở hết ra ra nha nè. Chứ mình mở ví dụ như vậy là mình cứ canh theo kiểu nông dân á, canh kiểu máy móc 50-50 ha, mình cứ vặn 50-50 hết ha. Thì anh em nghe cái tiếng nó dở lắm. Lên 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Không có gì hết anh em thấy chưa? Đấy, cho nên là cái đặc điểm của con này là mình phải input nó lớn hơn chút xíu, output chơi maximum lên. Đó, rồi đồng tăng cái nó cho hết ra lên anh em nghe này. Lên 1 2 đó thấy chưa? Rồi thì bật hết ra lên. Đó. Lên 1 2 6 7 8 9 10. Hết. Anh em thấy tiếng lực chưa?
Rồi, đó là cái cách chỉnh con này không? Bây giờ lên tới cái bàn mixer này, cái line effect phản hồi về này, mình đỡ gain 50-50 anh em thấy chưa? 50, volume cũng 50 luôn. Đó, volume tổng 50 và volume mix 50 luôn. Đó. Đó, 50 hết chưa? Đấy, cho nên là mình không có ma mị gì hết, mình chỉnh bình thường. Nhưng vấn đề cốt lõi này nằm ở chỗ này. Hai cái biến BRM1, BRM2 này là hai cái biến chỉnh tùy theo hiệu ứng nha. Chứ không phải hiệu ứng nào cũng bằng maximum như là nó dở. Tùy theo hiệu ứng. Đây là mình ví dụ một cái hiệu ứng ở kênh số 8. Số 8 là delay cộng vợt ha. Rồi bây giờ mình sẽ qua một kênh số 9 đi. Số 9 thì anh em thấy nè. Thử đi, thử có gì không nha. Alo. Kênh số 9 là kênh delay. Móp hai cái biến lại mình mới chỉnh được nè. Chứ mình đợi như vậy nó cứ vòng hoài vậy đó. Rồi bây giờ mình bắt đầu mình tiến tiến hành chỉnh. Alo. Đây là cái biến delay time. Delay time hả anh em, độ trễ của tiếng echo. Và đây là cái biến repeat là cái tiếng lặp lại của cái độ trễ đó. Bây giờ mình tăng lên này. Alo. Dụng mình đỡ 50-50 để ha. Alo. Bắt đầu nhanh. Alo. 1 2 3 4 5. Còn nhanh chậm là tùy anh em ha. Dù như thích chậm lại ha. Lên 1 2 6 7 anh em thấy chỗ nó bay à, tiếng nó bay lắm. Ví dụ vậy nó chậm quá đúng không? Chậm quá. Chơi nhanh tiếp. Lên. Mình muốn tiếng lặp lại mạnh hơn, cho đi biết lên. Lên 1 2 6 7 đơn giản. Chỉnh còn dở hơn cái gì nữa. Nó chỉ có hai cái nút này mà không lấy anh em chỉnh không được, vô lý có hai nút thôi, rất là dễ dàng. À, mình thích cái kiểu nào mình chỉnh, và đặc biệt mình chỉnh như thế này ha, mình tắt máy, mình mở máy lại nằm ngay chỗ này, bởi vì nó là cơ mà, bạn đến đâu là anh em phê đến đó. Rồi bây giờ ở chỗ rồi đúng không, giờ mình quen kênh revert đi, kênh số 2 đi, revert lát đi ha, số 2 revert lát. Rồi quay kênh số 2 đi ha. Rồi ok anh em ha, số 2. Bây giờ mình kiểm tra hưởng. Lên. Anh em thấy còn không có gì hết đúng không? Bởi vì nó là số, mình phải set chứ không là mình mới chỉnh được. Set chứ không hết nè. Rồi bây giờ bắt đầu mình chỉnh lên nè. Lên. À, anh em thấy chưa? Bắt đầu chỉnh chứ không mới có ha. 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Hết. Cực kỳ dễ chỉnh mà lại hay mà rẻ nữa. Giá hôm nay mình bán 2,5 triệu con này ha. Và con mixer này là giá 4 triệu. Hai con này là 6,5 triệu. Nếu anh em nào chốt trong ngày mùng 1 hôm nay mở bát đầu tháng mình sẽ bán 6 triệu. 6 triệu con này ha. 6 triệu nguyên cái bộ này. Nguyên cái bộ mixer và effect. Còn nếu mua lẻ thì mixer là 4 triệu và còn effect là 2,5 triệu. Mình sẽ quay mặt lại đằng sau cho anh em xem cái thông số con này ha. Rút bắt cái máy ra ra lượng chuẩn quá. Bây giờ mình sẽ quay cho anh em xem cái nội thất mặt sau mặt trước rồi cho anh em biết được hàng ở đâu ha. Rút hết ra luôn. Đây là con mixer hàng bãi xếp Nhật về. Bên Nhật thì chạy điện 100V tem còn ha. Đó, con này là được sản xuất tại Mỹ này nè. Anh em thấy chữ Made in USA ngay gấp chưa? Đấy, hàng Mỹ ha. Đấy, Mỹ xịn đây. Rồi, tiếp theo con Beway DataFact. Beway DataFact thì cũng sản xuất tại Mỹ nha nè. Đây, Beway DataFact Made in USA. Đó, hai con Mỹ gặp nhau thì anh em hiểu rồi đó. Gặp nhau chỉ có yêu nhau thôi ha. Đấy, rất là phê. Đó, mọi chi tiết thì người anh em vui lòng liên hệ 0909 043679. Thân ái chào người anh em.